Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Xuân Này Tết Xưa. Và nhân dịp ngày đầu năm mới, cho phép Diễm Hương được gửi lời chúc đến tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Mỗi mùa xuân sang thì mỗi chúng ta đều có một cái cảm giác, đó là nao nức, nôn nóng để có thể trải qua một cái kỳ nghỉ, cũng giống như là những ngày được có thể đoàn viên bên những người thân yêu của mình. Thế nhưng do cuộc sống bận rộn hơn, nhịp điệu nó sôi động hơn, dường như đã cuốn chúng ta đi xa dần những cái Tết ngày xưa đó, đúng không ạ? Và đôi lúc nào đó trong cuộc sống chúng ta cũng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm khi chúng ta còn bé, nhớ về những ngày cùng với lại ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nhớ những tiếng pháo ngày xưa đó. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những cái Tết ngày xưa cũng như là những hương vị của những cái Tết xưa đó. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Tim. Xin chào Diễm Hương, xin chào quý vị khán giả của chương trình Xuân Này Tết Xưa. Ngày hôm nay thì Tim rất là vui khi được tham gia vào chương trình. Vì nghe cái tên chương trình thôi, Tim đã thấy cảm thấy là rất là nôn nao. Mình nhớ lại những cái Tết xưa, ngày xa xưa khi mà mình còn bé đó. Rồi mình cái tên của chương trình cũng gợi nhớ lại những cái kỷ niệm đó cho mình. Và Tim mong là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện thật là thú vị nè, phải cho khán giả thấy được những không khí Tết xưa. Dạ, em không biết là có thể mang đến cái không khí Tết xưa hay không. Nhưng mà chưa gì em đã thấy anh Tim đã có thể mang đến một cái không khí rất là xuân. Bởi vì mà ngày xuân mà có thể ngồi đối diện với lại một chàng trai đẹp trai như vậy, chàng trai đẹp trai như vậy làm em cũng rất là rạo rực. Nói chung là đối với em trong cuộc sống này cứ đẹp là được, mà nhất là đối diện với lại những chàng trai đẹp trai đó. Thì em thấy là năm nay em sẽ rất là vui rồi nè. Nhưng mà dường như trong những cái câu chuyện và cái câu chào đầu rất là tuyệt vời từ anh Tim, thì Hương có cảm giác rằng là anh là một người rất là yêu mùa xuân, rất là mong muốn một mùa xuân, một cái Tết, đúng không? Thật ra thì có thể nói một cách công bằng thì là Tim thích những cái ngày trước xuân hơn, trước Tết hơn. Cái thời gian mà từ tầm 23 tháng trở đi á, đưa ông táo xong á, thì mình bắt đầu mình thời gian đó thì công việc mình cũng bắt đầu ít lại, mình cũng xong những cái dự án phim của mình, thì bắt đầu Tim cái cảm giác mà đi mua sắm nè, rồi đi dọn dẹp nhà cửa, rồi mình nấu ăn, rồi mình chuẩn bị soạn, đặc biệt nhất là mình soạn những cái bao lì xì để mà ngày mùng 1 Tết lì xì cho gia đình của mình. Thì cái khoảng thời gian đó làm cho mình rất là nôn nao và mình hồi hộp xem là Tết này mình sẽ gặp bạn bè như thế nào, mình mặc đồ những cái trang phục mới như thế nào. Và thật sự mà nói, đúng như Hương nói á, là khi mà Tết á, chúng ta thấy ai cũng sẽ đẹp hơn, rạng rỡ hơn, vì lúc đó là lúc mà chúng ta mặc những bộ trang phục đẹp, những cái ngoại hình hình như là mọi người đều suy nghĩ là mùng một Tết trở đi á, là chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn, cho nó may mắn cho một năm mới mình sẽ bắt đầu hạnh phúc và tràn đầy niềm vui hơn. Dạ vâng, đó là một cái không khí chung mà tất cả chúng ta đều có thể cảm giác được. Nhưng mà anh Tim có phải công nhận với Diễm Hương rằng á, là do dường như là chúng ta lớn hơn là một nè, thứ hai nữa là cuộc sống hiện nay á, hiện đại hơn, mang đến cho chúng ta nhiều cái tiện lợi mà không phải mà như ngày xưa. Anh Tim có nhớ là lúc mà còn nhỏ, cả em với anh đều còn nhỏ, không phải lúc nào cũng được mua đồ mới. Bây giờ là thích là mình có thể đi ra shop mình mua được, hoặc là mình chỉ nằm ở nhà thôi là đúng mình rồi. Lên mạng là mình mua được. Nhưng mà ngày xưa là phải đợi đến gần Tết mới được ba mẹ cho phép đi mua và dẫn đi mua. Rồi mỗi một năm em nghĩ là cao lắm mình nhà mà giàu có thì cũng được 5-6 bộ, đúng không anh? Đúng rồi. Còn mà nhà nghèo nghèo như nhà em đó là một năm có khi là được một bộ, và đôi khi còn mặc đồ cũ của chị nữa. Đúng rồi. Tuy là như vậy nhưng mà mình mới thấy được trân quý cái thời gian Tết. Còn bây giờ dường như mọi thứ nó tiện lợi hơn, làm cho mình cảm thấy rằng là cái Tết nó không còn giữ nguyên cái giá trị nguyên bản nữa, đúng không ạ? Đúng rồi, đó là cái suy nghĩ chung mà cũng là cái cảm giác chung của tất cả chúng ta, những người mà đã trải qua những cái Tết xưa, những cái Tết mà một bộ đồ mới, một đôi giày mới, thậm chí là cả một cái mái tóc mới, đi dùng tóc mới, nó cũng là một cái gì đó nó rất là háo hức, rất là lớn với chúng ta. Bây giờ thì các bạn cũng thấy là đương nhiên cuộc sống thay đổi rồi, phát triển hơn, công nghệ số 4.0, thì chúng ta muốn mua một bộ đồ hay là muốn làm một cái điều gì mới, thay đổi, refresh bản thân mình, thay đổi bản thân mình, nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà nó sẽ mất đi gọi là cái sự háo hức, cái sự giá trị của nó. Chứ là cách đây 1-2 năm thì anh cũng bị cái cảm giác như vậy. Đó là anh mới rút kinh nghiệm là gần Tết mình bắt đầu mình không mua sắm nhiều nữa. Và mình bắt đầu mình cho gia đình của mình thấy là tới gần Tết sẽ có những cái món quà nè, rồi những cái mà quà Tết, những cái quần áo, những cái trang phục, những cái đôi giày mới, thì họ sẽ thấy là cảm thấy là thích thú hơn. Dạ vâng, ngoài cái việc mua sắm cho ngày Tết thì em chắc chắn rằng là trong cái không khí đón chào mùa xuân và trong không khí xuân
thì sẽ có những cái điều mà chúng ta sẽ đặc biệt nhớ thương, đó là những món ăn, đúng không? Đúng rồi. Em không biết là đối với cái combo menu mùa xuân Tết Nguyên Đán thì anh sẽ thích một món ăn nào đó hay là một cái món nào đó mà mỗi khi thấy nó xuất hiện cái là biết mùa xuân đã đến rồi. Thật sự mà nói á, mà nhắc tới là thèm món ăn, những món ăn mà của mùa xuân á, mùa Tết á, là chắc chắn là không thể nào thiếu kho vịt nè, rồi củ kiệu, dưa hấu, rồi bánh chưng, rồi những cái món mà như là hạt dưa nè, cắn hạt dưa, rồi tức là những cái món đó bây giờ, hiện tại bây giờ là chúng ta có thể ăn thường xuyên trong năm, nhưng mà đặc biệt trong những ngày Tết là cái gia vị nó ngon hơn rất là nhiều. Và có thể nói là trong anh cho phép mình là trong những ngày Tết đó mình có thể ăn thoải mái, chắc là không dám thả dàng lắm đâu, vì thật ra thì trong những ngày Tết thì anh vẫn đi diễn kịch, nên là mình ăn thoải mái hơn và thật sự là nó ngon hơn rất là nhiều so với là những cái ngày bình thường. Để nó ngon được như vậy á, tiên khuyên mọi người á là trong năm chúng ta nên hạn chế ăn hạn chế ăn những món mà đặc trưng của Tết. Thực ra một trong những cái điều mà làm cho tăng cái giá trị ngon miệng cho mỗi chúng ta khi mà thưởng thức một cái món ăn gì đó, đó là bởi vì khi mà chúng ta thưởng thức những món ăn đặc trưng của mùa Tết, chẳng hạn giống như là bánh chưng, bánh tét cùng với lại tôm khô, hộp vịt bắc thảo, hoặc là hạt dưa, để ngồi xung quanh những một cái bàn gọi là chơi lô tô cho nên ha, rồi có rất nhiều người, có những người đi làm xa cả đúng năm rồi mới quay về, thì nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái không khí gọi là đoàn tụ, sum họp, và bao nhiêu câu chuyện của một năm sẽ được mang ra kể, chia sẻ, và cũng như là động viên an ủi cho một năm mới may mắn hơn. Đó là một cái cảm xúc mà Hương nghĩ đó là cảm xúc Tết. Mình có thể xin đặt riêng đó là cảm xúc Tết, đúng không anh? Đúng rồi. Thực ra Tết có một cái ý nghĩa rất là thiêng liêng với người Việt Nam chúng ta. Có thể nói là những cái món ăn đó hay là những cái trang phục mới đó là một phần thôi. Đúng như là Hương nói á, là cái không khí đoàn tụ, đoàn viên của gia đình khi mà mình nhìn thấy người thân của mình. Có thể là đặc biệt là những người thân mà đi xa gia đình, đi làm việc hay là đi mưu sinh á, thì khi Tết họ về được tới nhà mà ngồi lại xung quanh anh chị em bao nhiêu năm hay bao thời gian không gặp, ngồi lại cùng thưởng thức những cái món ăn Tết đó, và thậm chí là chúng ta cùng chơi những cái món trò chơi như là dân gian ở trong ngày Tết đó, thì nó thật sự là cái cảm xúc nó khác biệt hoàn toàn so với những cái ngày bình thường. Vì vậy Tết anh là đánh giá Tết có một cái gọi là cái hương vị đặc trưng, nó nói lên được cái tình cảm gia đình của người Việt Nam chúng ta trong những ngày Tết. Thôi thì bây giờ chắc chắn là chúng ta đang trong một cái không khí mùa xuân rất là rộn ràng rồi. Nhưng mà Hương lại mong muốn tìm hiểu một xíu trong năm qua của anh Tim. Tại bởi vì á, không biết tại sao mùa xuân năm nay thấy anh Tim rạng rỡ, đặc biệt là thêm phần rất là đẹp trai chẳng hạn. Thì em nghĩ là một năm qua dù có rất là nhiều cái sự cố xảy ra cho xã hội, cho tất cả mọi người, nhưng em nghĩ là một năm qua anh Tim cũng đã có một năm khá là bận rộn, đúng không? Thật ra mà nói thì năm vừa qua là một cái năm mà nếu sau này chúng ta nhìn lại cũng có thể thấy rất là nhiều cái sự kiện mà không phải là lúc nào cũng có được. Rất may mắn là thành phố Hồ Chí Minh cũng như là nước Việt Nam chúng ta đã vượt qua được những cái đại dịch này. Và Tim thấy là thật sự mà nói là mình may mắn rất là nhiều khi mình vẫn giữ được sức khỏe của mình, và đặc biệt nhất là mình có những cái dự án mà mình có thể thực hiện được sau cái đại dịch này. Và Tim thấy là xung quanh mình á đem đến cho Tim nhiều điều suy ngẫm hơn. Chúng ta biết trân trọng cuộc sống hơn nè, rồi biết thương yêu bản thân, và đặc biệt là chúng ta biết sống chậm hơn và tận hưởng cái cuộc sống mà không có phải là chạy theo cơm áo gạo tiền nhiều. Và nó làm cho thực sự khoảng thời gian đó đó, nó làm cho Tim thay đổi rất là nhiều. Cảm thấy là lúc đó khoảng thời gian đó hầu như là Tim tập đọc sách nè, rồi thưởng thức cuộc sống nè, pha trà, rồi mình giữ gìn sức khỏe và mình yêu thương gia đình, bản thân mình nhiều hơn. Có thể nói là như vậy. Và sau cái bây giờ, hiện tại bây giờ mình cảm thấy yêu đời hơn rất là nhiều. Đó. Thật sự mà nói yêu đời nè, rồi mình trân trọng cuộc sống, đặc biệt là yêu thương tất cả những bạn bè, những con người xung quanh mình nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng mà qua đó Hương cũng cảm giác rằng là trong cái thời gian qua thì mọi người dường như yêu quý hơn cái bữa cơm gia đình. Đúng rồi. Và mọi người có dành nhiều thời gian hơn. Đúng không ạ? Đặc biệt nhất nha, là trước đó đó hầu như là Tim đi làm á là rất là bận rộn, và mình rất là gọi là qua loa về cái việc mà ăn uống. Mình mệt, mình đi làm thì mệt hay mình đói, nhiều khi mình cứ đặt đồ ăn ở ngoài. Nhưng mà sau cái thời gian dịch đó là mình tập nấu ăn, mình bắt đầu, mặc dù mình không biết đi, thì mình lên mạng, mình lên đọc sách, mình tìm hiểu về điều đó. Nên là anh cảm thấy là mình rất là gọi là mình có thể làm được những điều đó mà sao tại trước đây mình không làm. Mình quá bận rộn, mình không có chăm lo bản thân của mình nữa, rồi mình không có quan tâm là sức khỏe của mình, đi sớm về khuya rồi ngủ ít,
bây giờ khoảng thời gian này nó làm cho mình gọi là thay đổi rất là nhiều luôn về cách suy nghĩ luôn. Và ngoài ra nữa là mình rất là quý trọng về sức khỏe của mình. Và em nghĩ rằng là nhờ cái sự khắc nghiệt vừa rồi đã xảy ra mà anh có thể khám phá hơn là mình có khả năng về nấu ăn, đúng không? Đúng rồi. Và em ngạc nhiên cũng giống như là em tò mò là không biết là cái món nào anh tự tin rằng là anh sẽ chuẩn bị cho mùa Tết này cho mọi người cùng ăn. Chắc chắn là Tết này á là anh sẽ làm món thịt kho hột vịt. Vì đó là cái món mà gọi là đặc trưng của người Tết miền Nam của mình. Và cái món đó đó là anh đã luyện rất là nhiều trong thời chắc gian chắc chắn ngon luôn. Anh nghĩ là sẽ ăn được và sẽ tự tin là sẽ khi bạn bè qua mình tự tin mình sẽ mời bạn bè được những món đó. Nhưng mà mỗi khi mà mùa Tết đến á thì khi mà chúng ta ở nhà cũng thịt kho hột vịt mà qua nhà bạn bè cũng là thịt kho hột vịt, rồi qua nhà người khác cũng thịt kho hột vịt. Điều đó phần nào làm cho mọi người cảm thấy hơi ngán tí xíu, đúng không anh? Đúng rồi, thì đương nhiên rồi, khi mà em ăn nhiều quá thì nó sẽ bị ngán thôi. Thật ra mà nói Tết á mà cái phần ăn đầu tiên lúc nào cũng ngon nhất á. Cái phần thịt kho hột vịt đầu tiên hay là cái bánh chưng đầu tiên, cái dưa củ kiệu, tôm khô củ kiệu đầu tiên cũng ngon. Mình cứ phải chia ra. Anh thì có một cái quy tắc là mình ăn một lần, mình ăn một lần cho nó thật là ngon, xong rồi mình lại ngưng, mình tập luyện tiếp. Mình ăn một lần thôi, mình chia từng món ra từng ngày. Tết là như vậy. Ví dụ mùng 1 mình ăn món đó, mùng 2 món đó, mùng 3 món đó. Chứ mà còn bao nhiêu quá mình mời bạn bè cho mập chung. Mình mời bạn bè ai qua. Cái này là em nghĩ là chúng ta không nên chơi với nhau anh Tim nha. Em thấy bạn xấu rồi đó. Không phải, thì mình cứ san sẻ cái điều đó ra. Tại vì thật ra người ta là Tết mà mình thoải... không giảm cân được nên để cho bạn mình mập đúng lên rồi chung. Nhưng mà có một câu rất là hay là Tết mà cứ thoải mái đi. Rồi mình cứ thoải mái đi, rồi sau đó tại vì thật ra mình nói anh thấy là nếu như chúng ta có tập luyện thể thao á, có một cái sự quyết tâm kiên trì với mình, có một cái chế độ ăn rồi á, thì anh thấy là mình cứ cho cái bản thân mình á thoải mái một cái Tết. Khi mà Tết mình gặp gỡ bạn bè mình cũng kiêng, mình cũng ăn cũng dè chừng hay là ăn không có đúng như Tết á, thì nó lại mất hay mất vui. Hương có một xíu gọi là cho anh một bí kíp năm nay mà bạn đến nhà. Tại vì khi mà chúng ta mời khách đến nhà ngoài cái bữa cơm thì là đàn ông thì em nghĩ sẽ có thế nào cũng có một chén chú chén anh một xíu để cho vui, đúng không anh? Thì thay vì thịt kho hột vịt nó cũng hơi ngán thì cũng là một món thịt và một món ăn khá là ngon cho ngày Tết. Thì ngày hôm nay khi đến với chương trình Xuân Ngày Tết Xưa, Hương sẽ mời anh Tim cùng đến với gian bếp của chúng tôi là một cái món mà cũng là từ thịt. Nhưng mà Hương nghĩ là khá là bắt cơm, đó là thịt nướng. Vậy là ngày hôm nay mà anh học được cái món này thì anh phải cảm ơn Hương đầu tiên. Dạ đúng rồi, bây giờ mời anh vào gian bếp của Xuân Ngày Tết Xưa. Dạ. Và đây, giới thiệu với anh Tim, đây là đầu bếp Lê Cương của chương trình Xuân Này Tết Xưa. Chào Tim. Dạ, em chào anh Tim. Anh bước vào đi. Rồi. Dạ, okay. Đây là gian bếp nơi anh có thể thể hiện điều anh mơ ước. Hôm nay thì chắc anh không dám thể hiện trước mặt, muốn điều qua mắt thợ đâu. Anh chỉ đi theo xem anh Cương để học tập thôi. Đó, học tập coi hôm nay anh, chắc chắn là hôm nay mà anh biết được món này thì Tết này anh sẽ có một món ngon. Dạ. Thì trong cái chương trình Xuân Này Tết Xưa thì... nói chung là trong những cái ngày Tết thì thường thường mình sẽ hay ăn bánh chưng nè. Rồi giống như là thịt kho hột vịt, rồi măng giò heo, đúng không? Những mà ăn nhưng mà thường thường ăn nhiều quá thì nó sẽ ngán. Đúng rồi. Mình phải thay đổi cái khẩu vị của mình. Hôm nay mình anh sẽ giới thiệu cho Tiên và Hiệu Hương cái món thịt nướng ha. Theo cái một cái công thức của người đầu bếp năm sao. Nghe hấp dẫn quá. Khi mình chọn nguyên liệu nó rất là quan trọng. Mình sử dụng cái thịt thì lúc nào cái thịt của mình cũng phải là săn chắc và nó phải tươi ha. Thấy cái miếng thịt của mình lúc nào nó cũng phải tươi mà nó đỏ ha. Đó thì mình sử dụng cái loại thịt đó nó rất là ngon. Mà nếu mà sử dụng cái thịt nóng thì nó càng ngon hơn. Thịt nóng là Tiên cũng biết là mới ra lò. Mới ra lò đó. Anh ơi, cái công việc nào mà khó khó thì anh làm, nhưng mà dễ dễ thì anh cứ để anh Tim anh làm. Bây giờ mình sẽ mầm hành tỏi ha. Hành tỏi anh ha. Đúng rồi, hành tỏi mầm vô đây cho nó nhuyễn vô. Rồi mình sẽ cho vào trong cái cối này, Tim sẽ giúp anh giả nó ra. Giả ra. Cho tỏi vô luôn. Cho miếng tỏi vào. Mình sẽ lột vỏ hết nha. Giả nha. Giả mà nho nhuyễn nó ra ha. Rồi cho một ít xả mình. Ha.
Nhưng mà nhà ai mà không có cái đồ dập này thì bỏ. Có mình có cái máy xay đó. Máy xay đó, đó đúng rồi, mình sẽ xay nó ra. Mình xay nó. Cái nguyên liệu này em có thể là em ướp với cả gà cũng đó, được, heo cũng được, bò cũng được nữa. Ba cái thịt loại thịt, có khi cả tôm cũng được. Vậy mai mốt mà lúc mà sinh nhật ai hay của anh trong nhà hay là một buổi ăn tiệc nào đó anh ha, cứ mình mua những cái nguyên liệu thịt về cũng là cái cách làm như vậy, cái mình ướp là mình nướng thôi. Đúng rồi. Được chưa? Rồi. Dạ, ok. Rồi, ok. Sau khi mình giả cho tất cả đều nhuyễn ra ha. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Tim sẽ cho nó vào trong cái tô của mình như thế này. Rồi, cho đây, đây. Đổ hết vào trong cái tô. Thơm quá. Thơm á, lên cái mùi xả này nè. Nhưng mà Sim phải giả làm sao, nếu mà cái giả nó phải nó nhuyễn hơn thì nó sẽ đúng đẹp rồi, đúng hơn rồi, đúng, đúng rồi đúng rồi. Thì đó, giờ bắt đầu mình sẽ nêm gia vị vào trong này ha. Bây giờ nếu mà Tim không thích ăn bột ngọt, khỏi cần bột ngọt. Ok, cho tí xíu đường nè. Đường đó. Khoảng là 5 gram đường thôi. Bột 5 nêm gram đường. Còn bột nêm 10 gram. Rồi cái này là bột nghệ ha. Bột nghệ, bột nghệ. Rồi một ít bột nghệ cho nó thơm ha, lên cái màu nó đẹp ha. Dạ. Tiêu. Rồi tiêu. Một ít nước tương ha. Nước tương. Nước tương. Đấy. Dầu hào. Nước tương em cho 2 muỗng ăn ha. Dầu hào cũng hào. Dầu hào 2 muỗng ăn ha. 2 muỗng ăn luôn. Rồi. Tương ớt. 1 muỗng ha. 1 muỗng. Rồi. Và cuối cùng mình sẽ cho cái gì? Dầu ăn. Dầu ăn vào ha. Cho 2 muỗng dầu ăn ha. Rồi tất cả đều trộn lên. Cái này mình có cần phải đợi không anh? Hay là mình... Nếu mà mình ướp cái này xong mình phải để có thời gian, mình phải để trong khoảng là 20 tới 30 phút. Đúng rồi, đúng cho rồi. Nó thấm vào. Thường á ở nhà anh là em làm xong em sẽ lấy giấy bọc lại. Đúng rồi. À, xong cái rồi. Màng bọc thực phẩm thì nó sẽ mau thấm thịt hơn. Rồi, cái thịt này mình sẽ đưa lên cái vỉ nướng. Còn cái thịt này anh sẽ chỉ Tim cách mà để mình xiên cái thịt ha. Ok. Mình xiên cái thịt làm sao để cho nó cái xiên của mình nó vừa đẹp, nó vừa thơm ha, vừa nướng để nướng nó dễ nữa. Cái thịt nhớ là khi mà Tim sắc cái này á, cái thịt xiên á, thấy mọi người hay nướng sắc nó rất là mỏng, nhưng mà mình sắc nó dày hơn tí xíu. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là giống em, ở đúng nhà rồi. Không biết sao, ở nhà anh ăn cái gì, làm những cái món ngoài từ cửa hàng á, anh cũng làm dày hơn, ăn cho nó đã. Ở ngoài là hơi mỏng. Rồi mình sẽ xiên nó vào trong này. Nhưng mà mỗi lần xiên là chỉ như Tim cách kinh nghiệm như là như may đồ đúng rồi, nhưng lòn nhưng không phải như may đồ mà mình xiên xong mình quay như thế này. Đúng rồi, quay qua mình quay cái miếng thịt xong mình đầu mình quay tiếp thì cái thịt của mình khi mình xiên nó giống như là nhìn nó rất là đẹp. Với cái món ăn thịt xiên nướng này, Hương thấy là nguyên liệu thì không quá cầu kỳ, cách làm cũng không thực sự là cầu kỳ, nhưng mà cái khúc mà xiên thịt á khó đúng không anh Tim? Đúng rồi. Trời ơi, được rồi. Đúng là đầu bếp chuyên nghiệp người ta làm có khác anh ơi, người ta làm nhanh quá kìa. Quá nhanh. Là đúng anh. Rồi sau khi mình nhớ là mình cái thịt xiên của mình sẽ ướp gia vị trong khoảng 20 tới 30 phút xong rồi mình sẽ xiên lại, hoặc là mình cũng để vậy rồi mình sẽ chan cái nước sốt lên. Mình cho chan nước sốt chưa? Mình sẽ để trong khoảng 20 tới 30 phút. Dạ dạ. Rồi mình sẽ đem lên cái lò than mình sẽ nướng. Rồi, bây giờ mình sẽ nướng ha. Cái này rất là dễ đúng không? Dễ. Rồi. Mình nướng cái này cái này để sao? Cái này mình để sao đi, mình đặt lên đây thôi, giờ mình chỉ cần nướng như thế này. Đó, mình sẽ sắp lên như thế này mình nướng. Cái khâu này là dễ nhất luôn rồi đó anh Tim. Cái khâu mà nướng lên thôi là mình thấy dễ nhất rồi đó. Nhưng mà cũng phải xem chừng nha, không là nó
nó sẽ bị không có đều á. Đúng rồi. Cái này quan trọng. Cái này quan trọng, cái lửa nó quan trọng. Cái lửa quan trọng đúng rồi. Phải canh ha. Dạ. Mình quay đều mình nướng chứ không là nó sẽ bị đen bị khét. Dạ vâng, với cái xiên nướng như vậy thì mình sẽ thường chú ý về lửa là nó sẽ là lửa nhỏ hay là lửa lớn anh? Lửa nhỏ thôi, cái than nó phải cháy hết ra luôn. Thì nó sẽ lên cái lửa nhỏ nó rất là nướng nó sẽ không bị đen. Với những chia sẻ vừa rồi thì Hương nghĩ rằng là anh Tim đến khi đến với chương trình là xuân này Tết xưa đã có thêm một món ăn mới mà anh cảm thấy là thích món này không? Rất là thích luôn. Thì thực ra mà đồ nướng á, thì rất là làm cho mình tăng khẩu vị cũng như là tăng cái vị giác của mình. Mình rất là dễ gọi là đói bụng á anh. Qua chia sẻ của anh Cương á, thì em học được cái cách thứ nhất là cái cách làm cái gia vị ướp nè. Thứ hai nữa là cái cách xiên đặc biệt này, vì cái cách này á, là không phải là ai cũng biết. Khi mà mình xiên bình thường á, thì thịt nó sẽ không có, em nghĩ là nó sẽ không có thấm vị như là cái cách của anh. Thì đó, thì ngày hôm nay rất là cảm ơn anh đã chia sẻ cho em cái bí quyết. Và chắc chắn là Tết này em sẽ có cái món ăn ngon để mà chiêu đãi bạn bè. Dạ vâng, rất cảm ơn sự nhận lời tham gia chương trình của đầu bếp Lê Cương. Và đặc biệt là diễn viên ca sĩ Tim đã đến với chương trình Xuân Này Tết Xưa. Và một lần nữa thay mặt cho chương trình, Hương được gửi lời chúc sức khỏe, là may mắn và một mùa xuân thật nhiều niềm vui đến với cả hai khách mời của chương trình. Anh Cương nha và anh Tim nữa. Rồi. Ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn Hương cũng như là chương trình đã tạo điều kiện Tim tham gia để có trên chia sẻ của mình về cái Tết xưa, những cái kỷ niệm ngày xưa, cũng như là cảm ơn anh Cương rất là nhiều đã chỉ dạy cho em thêm một món ăn ngon nữa. Và chúc cho Hương, anh Cương và quý vị khán giả của chương trình Xuân Ngày Tết Xưa có thật nhiều sức khỏe, may mắn và đặc biệt nhất là luôn luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn Tim và quý vị khán giả. Dạ. Dạ vâng, rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị dành cho chương trình Xuân Này Tết Xưa. Xin chào và hẹn gặp lại.